Ơi, xin chào, lại là A Lử nhá. Bây giờ A Lử vừa rèn được con dao này này. Đấy, rất là đẹp luôn. Sống dao dày 6 ly, lưỡi dài 28 phân nhá, cán 15 phân. Đấy, vỏ vàng này. Đẹp luôn nha. Bây giờ A Lử chặt cây này cho các bạn xem nhá. Rất là khỏe luôn này. Đấy. Rất là ngọt luôn nhá. Này, đấy, lưỡi rất là chịu, rất là ok luôn này,